Mấy trăm năm trước thì đại thi hào Nguyễn Du đã viết rằng: đau đớn tay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Vậy thì sự thực phụ nữ khổ về đâu? Đây là kênh Chậm Lại 5 phút và tôi là nhà báo Bùi Hải. Thời phong kiến thì rất dễ hiểu khi phụ nữ có hàng trăm nghìn cái nỗi khổ khác nhau. Đấy là nỗi khổ bị gả ép cho người khác, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nhưng thời nay thì phụ nữ hoàn toàn khác, phụ nữ hoàn toàn có quyền lựa chọn. Nó không còn tình trạng là thân em như giải lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Cho nên, cái nỗi khổ đầu tiên của người phụ nữ là chọn nhầm người yêu và chọn nhầm chồng. Nhưng thực sự, đây lại chưa phải là nỗi khổ lớn nhất. Có câu chuyện là một người vợ đề nghị họp với bố mẹ chồng để trả chồng về nơi sản xuất sau 15 năm chung sống. Cô ấy nói với bố mẹ chồng thế này: thưa ông bà, con không thể chịu đựng chồng con thêm một chút nào nữa. Anh ấy vừa là người ra trường, lại vừa là người nhu nhược, ra xã hội thì không làm nên trò trống gì, nhưng về nhà thì hay quát nạt hạch sách vợ con. Cuộc hôn nhân của chúng con đến cái ngày hôm nay đứng trước cái bờ vực tan vỡ như thế này là hoàn toàn lỗi tại anh ấy. Lúc này thì bà mẹ chồng mới bình tĩnh hỏi lại cô con dâu: con nói là lỗi hoàn toàn do chồng con, vậy mẹ hỏi con một câu, ai là người đã chọn anh ấy? Thì lúc này cô con dâu mới trả lời là: con là người đã chọn anh ấy. Người mẹ chồng lúc này mới nói tiếp: nếu con chọn anh ấy vốn đã là một người suy thoái như vậy thì có nghĩa là con chọn sai. Con chọn sai thì tại sao con lại đổ lỗi cho anh ấy? Còn nếu trước kia chồng con là một người tốt, chồng con là một người quyết đoán, thì con phải hỏi là tại sao sau khi về sống với con, anh ấy lại trở nên suy thoái như vậy? Và lúc này thì anh ấy có lỗi, nhưng con hoàn toàn không phải là người vô can. Nếu con coi là con chọn nhầm người thì chỉ có mấy cách giải quyết như sau. Cách giải quyết thứ nhất là ly hôn. Nhưng cách này thì là hạ sách, bởi vì khi người ta không còn có một cách giải quyết nào khác thì người ta chọn phương án ly hôn. Những thủ tục pháp lý dẫu có lằng nhằng thì rồi nó cũng xong, nhưng những vết thương lòng thì nó sẽ kéo rất dai dẳng, đặc biệt là với con cái. Cái cách thứ hai là mặc kệ. Anh sống cuộc đời của anh, tôi sống cuộc đời của tôi, vẫn chung một mái nhà, không ai cần quan tâm nhau. Thì cách này cũng là hạ sách, bởi vì hai người bằng mặt mà không bằng lòng, đồng sàng mà dị mộng, thì cả hai người và con cái đều khổ não. Cái phương án giải quyết thứ ba là chúng ta phải chấp nhận những nhược điểm của đối phương. Đúng, anh ấy là người không hoàn hảo, cũng như con không hoàn hảo, bởi vì một viên ngọc còn có vết. Với tinh thần như thế này thì kể cả khi biết chúng ta chọn nhầm người thì chúng ta vẫn có thể cùng nhau khắc phục, sửa chữa sai lầm. Và chúng ta biết là một cái sản phẩm lỗi, nhưng vào tay nghệ nhân thì nó vẫn trở thành một tác phẩm đẹp. Một cái miếng vải vụn, một cái miếng gỗ thừa, nhưng vào tay một người biết thêu thùa, vào tay một cái thợ mộc giỏi, thì những đồ đó vẫn có tác dụng. Nếu chúng ta luôn biết nhìn vào những điểm tốt của nhau và đừng chấp nhất những cái nhược điểm của nhau thì cuộc sống sẽ vui vẻ và dễ thở hơn rất nhiều. Chính mẹ cũng đã định ly hôn bố con đến 4 lần, nhưng lần cuối cùng thì mẹ đã tỉnh ngộ và thay đổi. Đấy là khi mẹ bị ốm liệt giường suốt 3 tháng. Và khi đó thì những cái đức tính của bố con mới có cơ hội thể hiện hết. Bố con chăm sóc mẹ cực kỳ chu đáo, dịu dàng, ân cần, chăm lo ngày đêm. Trong khi đó, một người bạn của mẹ có một ông chồng rất giỏi giang ngoài xã hội, rất hào sảng ngoài xã hội, nhưng khi vợ bị ung thư vú và cắt một bên vú thì người này lập tức cặp với một cô gái trẻ đẹp khác kém ông ta 18 tuổi và nói với vợ là đồ dị dạng. Từ đây mẹ mới nhận ra một điều rằng đôi khi
chỉ cần một người chồng tử tế, chu đáo và có trách nhiệm là một người vợ đã có điều kiện để sống hạnh phúc trọn đời với anh ấy. Đừng so sánh chồng mình với chồng hàng xóm, bởi vì biết đâu cô vợ hàng xóm cũng đang ao ước có một người như chồng mình. Vì vậy, theo mẹ, việc chọn nhầm người tuy có đáng tiếc nhưng không phải là thảm họa lớn nhất. Thảm họa lớn nhất chính là chúng ta không nhận ra và không biết sửa chữa cái sự chọn lầm đó. Nếu chúng ta biết tiên trách kỷ, hậu trách nhân, nếu chúng ta biết vạn sự trách mình, dừng đổ lỗi cho đối tác và luôn cảm nhận được những mặt tích cực, những điều tốt mà đối tác có thể đem lại cho mình, thì cơm khê cũng hóa thành cơm thơm. Cơm này nửa sống nửa khê, vợ đơm chồng nếm chẳng chê cơm này.